Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 13 tháng 7. Nhận định soi kèo U19 Lào với U19 Thái Lan 20 giờ ngày 13 tháng 7, bán kết U19 Đông Nam Á. U19 Lào hiên ngang tiến vào bán kết giải trẻ và đối thủ của họ là Thái Lan. Hãy cùng góc bóng đá 24 giờ nhận định soi kèo trận đấu U19 Lào với U19 Thái Lan và đưa ra những đánh giá. Nhận định trước trận U19 Lào với U19 Thái Lan. Thực ra việc U19 Lào giành vé vào bán kết cũng không quá bất ngờ khi đa phần các đối thủ hoặc ngang tầm hoặc dưới cơ so với đội bóng trẻ xứ Triệu Voi. Tuy nhiên, kết thúc vòng bảng với 4 trận toàn thắng là nằm ngoài dự đoán khi ở bảng đấu này, U19 Malaysia không chỉ được đánh giá cao nhất mà còn được nhận định là ứng cử viên vô địch. Ở vòng bảng, U19 Lào ghi được 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 4 trận. Những con số thống kê ấy cho thấy sức mạnh công thủ của đội bóng này khá toàn diện. Bên kia chiến tuyến, U19 Thái Lan vẫn thể hiện được hình ảnh của một đối thủ có chất lượng khi rơi vào bảng đấu rất nặng với sự có mặt của U19 Việt Nam và chủ nhà U19 Indonesia. Trước hai đối thủ này, đoàn quân của ông Garcia đã cho thấy bản lĩnh và trình độ chuyên môn khá tốt khi kết thúc với 2 trận hòa. U19 Thái Lan cho thấy một hàng thủ khá vững chắc khi chỉ để lọt lưới 1 bàn. Nhưng hàng công của đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng không quá sắc sảo. Chỉ có 7 bàn thắng sau 5 trận, dù gặp các đội yếu như U19 Brunei, U19 Philippines không phải là con số ấn tượng. Xem U19 Thái Lan thi đấu, họ không cho thấy có những cá nhân có khả năng tạo đột biến ở tuyến đầu. Nhìn tổng thể, U19 Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn chút đỉnh. Dù vậy, sức mạnh tinh thần hưng phấn sau những màn trình diễn tốt ở vòng bảng nên hứa hẹn là điểm tựa để U19 Lào bay cao. Nền tảng thể lực sung mãn là thứ vũ khí khác của đội bóng xứ Triệu Voi để hy vọng vào một kết quả bất ngờ trước U19 Thái Lan. Đội hình ra sân dự kiến U19 Lào với U19 Thái Lan. Thông tin lực lượng, hai đội bóng đều có đội hình mạnh nhất. Dự kiến đội hình U19 Lào với U19 Thái Lan. U19 Lào: Sai Asin, Sáng Vi Lai, Si Phong Phan, Phong Ma Vong, Khó Un Tho Um Phon, Keo Ha Nam, Seesavath, Sớm Thông Kham, Thông Khám Savat, Phao Tha Vong, Phan Tha Vong. U19 Thái Lan: Nứa Ngon Sa, Jim, Bưa Phận, Lem Di, Chan Sri, Phổ Thép, Bung La, Sai Pet, Sơn La, Búc Sinh, Ai Mốt. Dự đoán kết quả bóng đá U19 Lào với U19 Thái Lan. U19 Thái Lan thắng U19 Lào 1-0. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 13 tháng 7. Nhận định soi kèo U19 Việt Nam với U19 Malaysia 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, bán kết U19 Đông Nam Á. U19 Việt Nam sẽ đá trận bán kết đầu tiên của giải U19 Đông Nam Á. Hãy cùng góc bóng đá 24 giờ nhận định
soi kèo trận đấu U19 Việt Nam với U19 Malaysia và đưa ra những đánh giá, nhận định trước trận U19 Việt Nam với U19 Malaysia. Thất bại trước U19 Lào bị coi là một trận thua xấu hổ của U19 Malaysia. Cũng dễ hiểu cho cảm giác ấy của truyền thông Malaysia khi bóng đá của đất nước này ở thế cửa trên so với nền bóng đá của xứ Triệu Vôi. Nếu đi vào chi tiết của trận thua thì về lý thuyết, đó không phải là kết quả bất ngờ khi U19 Malaysia tung đội hình với đa phần các cầu thủ dự bị. Nhưng như đã đề cập, bóng đá Malaysia phát triển hơn so với Lào, nên dễ hiểu cho cảm giác xấu hổ của truyền thông Malaysia. Dù vậy, không chỉ trận đấu với U19 Lào, U19 Malaysia cũng thể hiện hình ảnh không mấy ấn tượng ở các trận đấu trước trong một bảng đấu không có độ khó cao hơn ở bảng A và đội bóng này lại được đánh giá ao nhất. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Hassan Sadali VKRAS chỉ có thể thắng chật vật U19 Timor-Leste, U19 Campuchia với tỷ số xích sao, trong khi bị U19 Singapore cầm hòa. Ở vòng bảng, U19 Malaysia ghi được 6 bàn. Các pha lập công này do 4 cầu thủ ghi, trong đó có 2 cầu thủ ghi được 2 bàn mỗi cầu thủ. Rõ ràng, khả năng săn bàn của đôi bóng này không phải quá xuất sắc dù các đối thủ không phải mạnh. Hàng thủ của U19 Malaysia không phải quá vững chãi khi để lọt lưới 3 trên 4 trận với 5 bàn thua. Nhìn vào con số thống kê ấy cho thấy, U19 Malaysia cả công và thủ đều không quá xuất sắc. Dù vậy, U19 Việt Nam vẫn phải nhập cuộc với tinh thần tập trung cao nhất, thể hiện hình ảnh chuyên môn tốt nhất và không được phép chủ quan mới có thể đánh bại được đối thủ. So với mật độ thi đấu dày đặc 2 ngày trên trận trước đó, U19 Việt Nam có chút lợi thế cho riêng mình khi có đến 3 ngày nghỉ trước khi chơi bán kết. Khoảng thời gian này rất quý cho đoàn quân của ông Đinh Thế Nam bởi giúp cho họ có thêm quãng nghỉ để phục hồi thể lực. So sánh về tương quan lực lượng, U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn so với U19 Malaysia trong cuộc đối đầu này. Thế nên, huấn luyện viên Hassan Sazali VKRAS rất có thể sẽ chơi phòng ngự số đông trước khi tính đến phương án tấn công. Nếu đối thủ chơi với chiến thuật này, U19 Việt Nam sẽ có thể đối mặt với khó khăn khi tiếp cận khung thành đối phương. Đây là điều mà chắc chắn huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ phải lưu ý với các học trò về việc tận dụng cơ hội trước cầu môn đối thủ. Bởi đối mặt với hàng thủ dày đặc cũng đồng nghĩa, cơ hội săn bàn sẽ ít hơn nên sẽ đặt mình vào thế khó. Nếu như phung phí các tình huống ăn bàn được tạo ra, một điểm nữa là hệ thống phòng thủ của U19 Việt Nam cũng phải tập trung cao hơn. 3 bàn thua sau 5 trận là con số đáng để suy ngẫm. Đặc biệt, 3 bàn thua của U19 Việt Nam đều diễn ra ở thời điểm cuối trận khi thể lực sa sút, đánh mất sự tập trung. Đây là những điểm cần khắc phục, không để tái diễn bởi U19 Malaysia có mạnh về thể lực. Họ cũng đảm bảo được sự sung sức nhất khi cho hàng loạt trụ cột nghỉ dưỡng ở trận đấu với U19 Lào. Với những gì đã thể hiện, niềm tin chiến thắng dành cho U19 Việt Nam khi đối đầu với U19 Malaysia trong trận bán kết mục giải U19 Đông Nam Á 2022 là rất lớn. Đội hình ra sân dự kiến U19 Việt Nam với U19 Malaysia. Thông tin lực lượng, hai đội bóng đều có đội hình mạnh nhất. Dự kiến đội hình U19 Việt Nam với U19 Malaysia. U19 Việt Nam: Văn Bình, Hoàng Cảnh, Tuấn Phong, Minh Trọng, Quốc Việt, Hồng Phúc, Văn Khang, Bảo Long, Văn Trường, Đình Bắc, Đức Việt. U19 Malaysia: Dung Hin Misarani, Dâm Tri, Rangnia, Phong Di, AKMAL, Hà Liêm, Phe Dồ, Ai Dị, Iuslan, Hayri, Nohisham. Dự đoán kết quả bóng đá U19 Việt Nam với U19 Malaysia. U19 Việt Nam thắng U19 Malaysia 3-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.